Theo thông báo tin động đất của Viện Vật lý Địa cầu, tính đến 20 giờ ngày 28 tháng 7, tại huyện Con Plong, tỉnh Con Tum đã ghi nhận 13 trận động đất, có độ lớn từ 2.5 đến 5.0. Cá biệt, trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 10 giây có độ lớn 5.0 là trận động đất có độ lớn cao nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Do ảnh hưởng của động đất, người dân sinh sống tại các tỉnh Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng đều cảm nhận rõ rệt sự rung lắc. Nhiều người đã không khỏi hốt hoảng chạy ra khỏi nhà hoặc các công trình xây dựng dân dụng để trú ẩn. Ủy ban nhân dân huyện Con Plong, tỉnh Con Tum đã ban hành văn bản yêu cầu thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện, các cơ quan đơn vị khẩn trương ứng phó với động đất. Các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn băng đen có trách nhiệm tổng hợp báo cáo nhanh thiệt hại, gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục giả soát, đánh giá kỹ thiệt hại về cơ sở vật chất và đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục gửi về Ủy ban Nhân dân huyện để xem xét hỗ trợ.